Bài đọc mẫu, bài đọc, cô chủ không biết quý tình bạn, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 1, trang 82, bộ sách chân trời sáng tạo. Cô chủ không biết quý tình bạn, một cô bé nuôi một con gà trống rất đẹp. Sáng sáng, gà trống gáy vang, ờ, ó ờ, o. Ờ. Xin chào cô chủ tí hon, một hôm nhìn thấy gà mái của bà hàng xóm có lớp lông tơ dày, ấm áp, cô bé liền đòi đổi gà trống lấy gà mái. Chẳng ngày nào gà mái quên đẻ một quả trứng hồng. Hôm khác, bà hàng xóm mua về một con vịt. Cô bé nài nỉ bà đổi gà lấy vịt và thích thú ngắm vịt bơi lội trên sông, không lâu sau, người họ hàng đến chơi, dắt theo một chú chó nhỏ. Cô bé lại đòi đổi vịt lấy chó, cô kể lễ với chú chó, ta có một con gà trống, ta đổi lấy gà mái. Rồi ta đổi gà mái lấy vịt. Còn lần này ta đổi vịt lấy chủ mày đấy, đêm đến, chú chó cậy cửa trốn đi ta không muốn kết thân với một cô chủ không biết quý tình bạn. Theo Oceva, Valentin Oceva, Thủy Toàn Dịch Nếu thấy video này hay, hữu ích bạn hãy cho mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ.